Nhẫn vàng hồng nguyên khối AU750 đính viên chủ 10 ly được ví như một hát ánh sáng lấp lánh, mang lại vẻ đẹp rực rỡ và cuốn hút cho đôi bàn tay của quý khách. Từng chi tiết được chế tác tinh xảo khiến chiếc nhẫn trở thành một tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Nhẫn được chế tác từ vàng hồng AU750 với 75% là vàng nguyên chất, tạo nên một sắc vàng hồng ấm áp và quyến rũ, giống như nền tảng vững chắc của một thác nước. Chất liệu vàng hồng mang lại vẻ đẹp bền bỉ và sáng bóng, không chỉ tôn lên giá trị của chiếc nhẫn mà còn thể hiện sự sang trọng, tinh tế. Sắc vàng hồng của chiếc nhẫn toát lên sự lãng mạn và ấm áp, làm cho người đeo luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh. Trung tâm của thác ánh sáng này là viên kim cương chủ 10 ly với độ lấp lánh và trong suốt tuyệt đẹp. Viên kim cương này giống như một dòng nước trong xanh chảy qua các tảng đá, phản chiếu ánh sáng một cách hoàn hảo, tạo ra những hiệu ứng ánh sáng rực rỡ và lôi cuốn. Với mặt cắt hoàn hảo, viên kim cương 10 ly không chỉ làm nổi bật sự sang trọng của chiếc nhẫn mà còn thể hiện vẻ đẹp quý phái như những giọt nước lấp lánh giữa ánh mặt trời. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.